Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ giết người gây rúng động dư luận những ngày qua xảy ra tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sáng nay 19 tháng 12, Công an tỉnh này đã họp báo chính thức, cung cấp thông tin chính thức về vụ án. Theo đó, thì nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm ra tay sát hại chồng sau khi bị nạn nhân dọa giết và vung dao chém trước. Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lời khai, thì cơ quan điều tra xác định Diễm là hung thủ và chưa xác định có đồng phạm giúp sức. Theo lời khai, vào tối 15 tháng 12, anh Trần Thanh Tú uống rượu say về đến phòng trọ thì đánh đập và dọa sẽ giết Diễm. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng dao chặt đồ ăn chém nhưng vợ tránh được. Sau đó, chị Diễm giật con dao rồi chém lại chồng khiến anh này tử vong. Sau khi gây án, nghi can phân xác chồng rồi cho vào các túi ni lông, ba lô mang đi phi tang. Hiện đã thu thập được 2/3 thi thể nạn nhân. Bên cạnh đó, trước thông tin về việc người chồng có bổ nhí khiến vợ ghen tuông, phía cơ quan điều tra cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa thấy nghi phạm có dấu hiệu tâm thần nên chưa thực hiện giám định tâm thần.